5. Anh kia đi nữa. Giờ phải chờ là sợ quá. Hôm nay phải ngủ giúp chút nữa về. Ừ. Ê, tụi này. Anh có khóc như mình của em nhỉ? Không. Ngày mai anh không được ngủ ngày nữa. Anh phải nghiêm túc từ tối nay rồi. Đúng không? Anh nghĩ anh còn ngủ nữa. Thì đấy, thì mai anh lại ngủ ngày. Sau tối anh lại không ngủ nữa. Tối nay anh sẽ có một số tầm 3 lần này. Tầm 8 như vậy. Tối nay sẽ kiểu 11 giờ nằm ở đây luôn. Tối nay sao? Tối nay chắc là được rồi. Nhiệm vụ đơn giản là đèo khách thôi. Tối nay còn đi tập xe nữa chứ. Giờ mưa thì tập bằng mắt. No. Có ai gọi không? Bật hết tất cả các loại chuông lên nhé, em tắt hết rồi. Không, tí phải đi mua cho Khang một đôi giày. Giày nó cứ đi được một buổi rồi là nên thui thủi thủi.